Thưa quý vị, tình trạng mưa lớn dai dẳng tại miền Nam và miền Đông của Trung Quốc trong ngày 15 tháng 6 vừa qua đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương, khiến cho hệ thống giao thông bị tê liệt. Theo truyền thông Trung Quốc, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phía Nam, đặc biệt là ở tỉnh Quảng Tây, khiến cho nhiều tuyến đường chìm trong nước lũ. Lực lượng cứu hộ đã phải sơ tán người dân tại một số ngôi làng tới nơi an toàn. Tình trạng lũ lụt nghiêm trọng cũng xảy ra tại một số tỉnh miền Đông, buộc các nhà chức trách phải tạm dừng dịch vụ chở khách trên 4 tuyến đường sắt ở Giang Tây và Phúc Kiến từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6. Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài và gây lũ lụt diện rộng trong những ngày sắp tới. Vùng đồng bằng Ducat phía nam của Albania đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Trước tình hình thời tiết này thì những người chăn cừu phải đẩy nhanh tiến độ xén lông cừu nhằm bảo vệ sức khỏe của vật nuôi. Nhiệt độ ở khu vực này những ngày qua dao động ở mức là 40 độ C, thậm chí là cao hơn. Với những bộ lông dày thì những chú cừu càng khó chịu nổi mức nhiệt này. Những người chăn cừu phải xén lông cừu vào thời điểm ít nắng nóng nhất trong ngày, đó là vào lúc bình minh để bảo vệ chính mình cũng như là vật nuôi. Thông thường thì công việc này thường diễn ra vào cuối tháng 6, nhưng mà do biến đổi khí hậu, việc này đã diễn ra một cách sớm hơn. Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo đã có mặt tại thánh địa Mecca để bắt đầu lễ hành hương Hajj trong cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè, với nền nhiệt trung bình cao nhất được dự báo có thể lên tới 48 độ C. Và để hỗ trợ dòng người hành hương thì giới chức Ả Rập Xê Út đã lắp nhiều quạt phun sương để giảm bớt hơi nóng, tránh tình trạng sốc nhiệt và mất nước. Rút kinh nghiệm từ lễ hành hương năm ngoái, hơn 10.000 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó 10% bị say nắng. Năm nay, giới chức Ả Rập Xê Út đã triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe người hành hương như lắp đặt hệ thống phun sương và vật liệu cách nhiệt trên đường. Từ ngày 13 tháng 6, những người hành hương đã nhận được tin nhắn cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới 48 độ C, kèm khuyến nghị cần uống nước thường xuyên hơn 2 lít một ngày và luôn mang theo ô. Cho đến nay đã có 151 trường hợp sốc nhiệt được đội ngũ y tế hỗ trợ. Chúng tôi khuyên mọi người nên thận trọng. Chúng tôi uống rất nhiều nước, đi được một đoạn lại trú vào bóng râm. Để hạn chế nắng nóng, nhiều người đã chọn hành hương vào ban đêm. Hơn 1,5 triệu người hành hương đã tập trung tại Mecca và các vùng lân cận để tham gia cuộc hành hương Hajj, và con số này có thể tăng lên hơn 2 triệu người, số lượng nhiều như trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết họ đã từ chối nhập cảnh và bắt giữ 6.135 người do vi phạm các quy định về cư trú và không có giấy phép để đến Mecca. Thời điểm tháng 6, Nhật Bản bắt đầu bước vào mùa mưa và cũng là mùa của loài hoa cẩm tú cầu. Có rất nhiều những sự kiện về loài hoa biểu tượng trong mùa mưa này, trong đó thì không thể không kể đến lễ hội cẩm tú cầu tại quận Bunkyo của thủ đô Tokyo. Và hãy cùng với phóng viên của chúng tôi trải nghiệm lễ hội này để thoát khỏi cảm giác ảm đạm của mùa mưa tháng 6 nơi đây. Tôi đang đứng trước chùa Hakusan tại quận Bunkyo, Tokyo. Nơi đây sẽ diễn ra lễ hội cẩm tú cầu. Với hơn 3.000 cây cẩm tú cầu thì đây là lễ hội được mong đợi nhất trong mùa hè này. Hãy cùng khám phá các hoạt động thú vị trong lễ hội này nhé. Hoa cẩm tú cầu, biểu tượng của mùa mưa Nhật Bản, đã được yêu thích từ lâu với vẻ đẹp kiều diễm và cũng được tin là mang lại may mắn cũng như sự hòa hợp trong tình yêu và hôn nhân. Vào mùa hè, hàng nghìn cây cẩm tú cầu với nhiều màu sắc khác nhau sẽ làm đẹp không gian chùa Hakusan, tạo nên một bức tranh màu sắc vô cùng mãn nhãn của thiên nhiên. Người Nhật chúng tôi gọi cẩm tú cầu là loài hoa của mùa mưa. Chùa Hakusan này nổi tiếng với hoa cẩm tú cầu. Hàng năm chúng tôi đều tản bộ đến đây để ngắm hoa. Năm nay đến thì đúng dịp lễ hội nên rất bất ngờ khi có đông người như thế này, rất náo nhiệt. Ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu, du khách còn có cơ hội thưởng thức phần trình diễn văn nghệ, một sự kiện thường niên của lễ hội, thu hút sự tham gia của các giọng ca không chuyên tại địa phương, đặc biệt là các học sinh, sinh viên của các trường trong khu vực. Lễ hội cẩm tú cầu đã được tổ chức từ 40 năm trước đây rồi. Ngoài việc tạo cơ hội để mọi người thưởng thức vẻ đẹp hoa cẩm tú cầu, thì chúng tôi muốn có cơ hội giao lưu với người dân trong khu vực cũng như các vùng lân cận. Các tình nguyện viên hỗ trợ cho lễ hội đều là người quê gốc ở đây. Theo ông Akimoto, lễ hội thu hút hơn 60.000 người đến với lễ hội tại chùa Hakusan. Người lớn thì ngắm hoa, trẻ em thì được trải nghiệm rất nhiều các trò chơi truyền thống như vớt cá, bắn súng nhận quà, vẽ trang trí túi vải. Nơi đây, du khách có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời, cảm nhận sự thanh bình của mùa hè Nhật Bản và cũng là dịp để gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm.